Thưa quý vị, đề án xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP trên địa bàn Đà Nẵng đến nay đã qua giai đoạn phát triển, tiến tới giai đoạn hoàn chỉnh thương hiệu và mở rộng thị trường. Để đề án phát triển theo đúng lộ trình phục vụ cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành phố tiếp tục ban hành nhiều chương trình hỗ trợ, nhất là trong giai đoạn thích ứng mới với đại dịch COVID-19. Giai đoạn từ nay cho tới cuối năm 2022, ngoài việc hỗ trợ xây dựng các chuỗi sản phẩm OCOP thế hệ mới với bộ tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm đầu tư nâng cấp các thương hiệu OCOP đã được công nhận, tiến tới nâng cấp chất lượng các sản phẩm đủ tầm quốc gia để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là mục tiêu và kỳ vọng của rất nhiều doanh nghiệp OCOP trên địa bàn thành phố. Ngoài cái việc nghiên cứu liên tục đổi mới cái quy trình sản xuất để làm tăng cái chất lượng của sản phẩm, thì công ty cũng đầu tư thêm các cái máy móc, các cái thiết bị tự động hóa nhằm đem lại cái sản phẩm có chất lượng cao nhất. Một số cái công thức cũ theo cái cách làm cũ thì nó không có đảm bảo được cái hàm lượng dinh dưỡng, thì bên em sẽ kết hợp thêm những cái công nghệ và nhờ những cái chuyên môn chuyên gia họ tư vấn thêm để mình làm theo cái cách, cái công nghệ mình nó tốt hơn. Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giải pháp để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu cũng được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm. Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia, một sản phẩm có nhận diện thương hiệu tốt sẽ giúp tốc độ tiếp cận thị trường nhanh hơn gấp 2 lần. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại là rất cần thiết trong khoảng thời gian này. Theo cái đợt mở cửa hàng này, thì chúng tôi sẽ đánh giá lại hiệu quả hoạt động này. Vì giờ chúng tôi sẽ mở thêm cái hoạt chúng tôi là sẽ có cái xây dựng trên 7 quận huyện sẽ có 7 cửa hàng như thế này. Thì hôm nay 40 cái sản phẩm OCOP và chúng tôi đang tiến hành gọi là chuyển đổi số trên nông nghiệp, thì lấy cái sản phẩm OCOP làm chính để sau này nó có trên cái mọn, những cái rốt, những cái chơi chiêu tiêu thụ và nó thành cái chuỗi và từng bước lên cái sàn giao dịch điện tử. Theo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong năm 2022, Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 80% sản phẩm OCOP có gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử trên sàn thương mại điện tử. 70% sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố được quảng bá giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có gian hàng số trên sàn thương mại điện tử và có tài khoản thanh toán điện tử. Việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử sẽ góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản vào kỳ cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái trung gian.